Trong bảng xếp hạng người giàu nhất nước Mỹ của Forbes, bình chọn vẫn có mặt tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều. Tuy nhiên lần này ông đã bị tụt xuống 64 bậc, thật là không ít. Hiện ông đứng ở vị trí thứ 278 trên 400. Vừa qua tỷ phú dính vào scandal với Ngọc Trinh, nhưng không vì thế mà ông mất phong độ. Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ mới được Fox công bố, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc so với thứ hạng trong năm 2016. Theo công bố của danh sách năm 2017 với 400 vị, nhiều cái tên đáng chú ý đã tụt hạng đáng kể so với năm vừa rồi. Cụ thể là tỷ phú Hoàng Kiều đã rớt đến 64 bậc, xuống vị trí thứ 278. Fox định giá tài sản của ông ở mức là 2,9 tỷ USD, đã giảm 200 triệu đô so với năm ngoái. Bên cạnh đó, một khuôn mặt điển hình và to nhất nước Mỹ hiện tại, đó là Tổng thống Donald Trump, cũng giảm đến 92 bậc, từ vị trí 156 xuống chỉ còn vị trí 248. Chỉ trong vòng một năm, tài sản định giá của Tổng thống Trump đã mất đến 600 triệu đô, từ 3,7 tỷ USD xuống chỉ còn 3,1 tỷ USD. Dẫn đầu danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ này vẫn là các tỷ phú về công nghệ. Trong top 5 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ có tới 4 người làm giàu trong lĩnh vực này, bao gồm Bill Gates đứng vào hạng thứ nhất với tài sản là 89 tỷ USD, Jeff Bezos hạng 2 tài sản 81,5 tỷ USD và Mark Zuckerberg hạng thứ 4 tài sản 71 tỷ USD, cũng như là Larry Ellison hạng 5 tài sản là 59 tỷ USD. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett giữ vị trí thứ 3 với tài sản định giá là 78 tỷ đô. Trong nhóm giàu nhất nước Mỹ, nổi bật vẫn là ông chủ trẻ của Facebook Mark Zuckerberg, khi anh này mới chỉ có 33 tuổi, trẻ thứ 6 trong danh sách 400 người. Nữ doanh nhân giàu nhất trong danh sách này đó là bà Alice Boston, lãnh đạo của chuỗi siêu thị Walmart. Bà Walton, 68 tuổi, là người giàu thứ 13 nước Mỹ, với khối tài sản lên đến 38,2 tỷ đô. Ba tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm nay đã 94 tuổi, chủ yếu là những tỷ phú ở thế hệ cũ làm giàu nhờ vào bất động sản. Theo Fox, tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2017 lên đến 2.700 tỷ đô, tăng 300 tỷ đô so với năm ngoái. Người trẻ nhất trong danh sách đó là CEO của Snap, tỷ phú Evan, 27 tuổi. Nói về Thúy Nguyễn ở Lincoln, 20 năm trước, Thúy Nguyễn mở Little Saigon Oriental Market với những giấc mơ lớn. Bây giờ khu chợ nhỏ ngày nào đã mở rộng thành một trung tâm mua sắm với là 6 lô, 3 trong số đó là do các con của bà quản lý. Saigon Plaza nằm giữa hai phố 27 và Vince của thành phố Lincoln, bang Nebraska. Đây là một tổ hợp bao gồm chợ, nhà hàng, phở factory, bánh sandwich, cà phê, salon tóc, Snip Haircut, một hãng du lịch và một lô còn trống. Khi Nguyễn rời khỏi Việt Nam đến Mỹ năm 14 tuổi, bà sống cùng người anh trai làm việc trong một nhà máy ở Lincoln. Sau khi học xong trung học, Nguyễn kết hôn, chuyển đến Colorado và có ba con, đó là Linh, Danny và Mỹ Khánh. Mỗi đứa con cách nhau 2 tuổi. Khi con gái út Jessica chào đời sau đó 4 năm, gia đình bà lại trở về Lincoln. Đó là thời điểm Little Saigon Oriental Market ra đời. Vì thế, cô con gái Jessica lớn lên cùng những cột mốc phát triển của trung tâm mua sắm này. Chúng tôi từng sống ngay cạnh chợ, Jessica, sinh viên năm 3 ngành mỹ thuật tại Đại học Nebraska Lincoln kể lại. Vì thế, từ khi còn bé, tôi rất hay đi chơi giữa hành lang và sạp hàng của chợ, đi lui, đi tới, ngủ trong những cái thúng nhỏ. Ngoại trừ là một khoảng thời gian 6 tháng thử nghiệm địa điểm mới, Little Saigon Market vẫn luôn ở nguyên tại địa điểm này. Cô ấy đang tiếp tục mở rộng khu chợ từng tí một. Hoàng Nguyễn, đồng sở hữu bánh sandwich cà phê,
Cửa hàng bánh mì và sandwich rất hút khách ở đây, cho biết hiện tại là cô ấy đã làm chủ Sài Gòn Plaza này 20 năm hơn rồi, kể từ khi mở khu chợ đầu tiên. Theo Thúy Nguyễn, một trong những lý do chính dẫn đến việc mở cửa Sài Gòn Plaza là tạo ra một nơi để gia đình bà được gần nhau. Hoàng Nguyễn nói thêm rằng mang văn hóa châu Á tới Lincoln là một mục đích khác của Thúy Nguyễn. Lý do thứ hai để mở cửa trung tâm là chia sẻ ẩm thực và văn hóa với mọi người. Theo Hoàng, văn hóa khu vực này còn khá nghèo nàn trong thời gian đầu khi anh đến đây. Nhưng từ khi trung tâm mua sắm này mở cửa, đời sống văn hóa đã sống động hơn. Văn hóa hiện nay rất đa dạng, không chỉ có người Việt Nam, anh Hoàng nói. Trung tâm đã mang đến thành phố nhiều nét châu Á hơn. Những thành phố lớn hơn đều có những trung tâm như thế này. Vì thế, Thúy đã mở cửa trung tâm ở đây. Không gian châu Á của những cửa hiệu trong Little Sài Gòn Plaza là nét thu hút rất đông khách hàng, nhất là các gia đình người Việt ở Lincoln. Thúy cũng cho biết, trung tâm có một khách hàng quốc tế lớn và bà giúp mở rộng thị trường cho nhãn hàng này. Thực sự đó là một doanh nghiệp gia đình. Dù các con của Thúy Nguyễn đều lần lượt rời Lincoln để học đại học và đi làm, sự ra đời của Sài Gòn Plaza đã đưa họ trở về cùng phát triển công việc kinh doanh. Các con của Thúy Nguyễn đều tốt nghiệp chuyên ngành này, ngoại trừ Linh, cũng là bạn gái của Hoàng. Dù họ đều đến với công việc kinh doanh một cách tự nhiên, việc điều hành chợ và các nhà hàng vẫn gặp nhiều áp lực. Mỹ Khánh, chủ nhà hàng Phở Factory cho biết, làm việc bên cạnh nhau nghĩa là họ đều kỳ vọng nhiều hơn từ các thành viên trong gia đình và mọi thứ cũng có thể cùng lúc trở nên rối rắm. Chúng tôi luôn ở bên nhau, cô nói. Chúng tôi tranh đấu, cãi vã nhưng cùng vượt qua vì chúng tôi là gia đình. Mỗi người đều tự nỗ lực bằng khả năng của bản thân nhưng cũng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ nhau. Ở cạnh nhau, gia đình Thúy Nguyễn cũng có thể hợp tác với nhau theo nhiều cách. Chúng tôi thấy rất nhiều người đang chờ đến lượt cắt tóc. Họ hẹn giờ thời gian và sau đó đi mua sắm ở trong trung tâm. Có thể ghé vào tiệm tôi ăn bánh mì và mua thêm một ít mang về nhà. Anh Hoàng nói như thế. Vì thế tất cả chúng tôi giống như là một mạng lưới hỗ trợ cho nhau. Phở Factory là nhà hàng có tuổi đời trẻ nhất trong Sài Gòn Plaza, do Mỹ Khánh quản lý. Tên nhà hàng được đặt theo tên món phở nổi tiếng của Việt Nam. Dù món ăn này đặc trưng cho hương vị Việt Nam, nhưng gia đình Thúy Nguyễn muốn làm Phở Factory trở nên gần gũi hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra nét khác biệt so với các nhà hàng Việt Nam trong khu vực, Mỹ Khánh nói, cao cấp hơn một chút so với các nhà hàng thuộc loại bình dân. Phở Factory chỉ mới mở cửa đón khách vào hôm ngày 15 tháng 10, dù gặp một số khó khăn trong tuần đầu khai trương, các khách hàng đều có phản ứng tích cực như cô chủ Mỹ Khánh kỳ vọng. Đây là một nhà hàng tuyệt vời, Anthony Huỳnh Võ, một sinh viên ở trường đại học Lincoln, nói như vậy. Tôi đã đến đây nhiều lần, tôi luôn ăn phở và món này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Với lô còn trống trong Sài Gòn Plaza, việc mở gian triển lãm các nền văn hóa và dân tộc là một phương án đã được tính đến. Tuy nhiên, cô con gái út Jessica cũng đang ấp ủ kế hoạch mở một cửa hàng riêng của mình tại đây. Mọi người ra cho tôi gian bên cạnh bánh sandwich, nhưng tôi chưa biết sắp xếp thời gian dành cho việc học và kinh doanh như thế nào. Tôi phải lựa chọn giữa nghệ thuật và học hỏi công việc kinh doanh. Jessica đôi lúc cũng cảm thấy áp lực khi các anh chị đều đã có cửa hàng riêng thành công, trong khi với cô, tất cả chỉ đang bắt đầu. Cô vẫn đang để ngỏ cơ hội trong tương lai tại Sài Gòn Plaza. Bạn bè Jessica khuyên cô là hãy lấy bằng mỹ thuật và mở một phòng triển lãm hoặc là xưởng vẽ để kinh doanh. Tôi nghĩ rằng mọi người không thể biết trước được họ sẽ làm những gì trong tương lai. Jessica nói, chắc chắn nếu một cơ hội khép lại thì vẫn còn cơ hội khác đang mở rộng cửa. Tôi thực sự muốn cố gắng. Thông tin về người Việt từng tị nạn sang Mỹ sống giờ đây đã nới rộng vòng tay phát triển mạnh mẽ. Các cửa hàng mọc đầy rẫy và có hẳn trung tâm Sài Gòn Plaza. Người Việt trước kia
chia thành nhiều băng đảng, giờ đây đã đoàn kết muốn đóng góp cho cộng đồng và thành phố. Hơn 40 năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, một làn sóng tị nạn từ Việt Nam đã lan tới các tiểu bang ở Mỹ, mà trong đó có cả Nebraska. Giờ đây, nhóm di dân gốc Việt đầu tiên này đã mở rộng và tạo ra thành phần chủ yếu của cộng đồng người Việt ở Lincoln. Ông Nguyễn Đậu là một đại úy hải quân miền Nam Việt Nam khi Sài Gòn bị biến. Một người bạn Mỹ nói với ông rằng đến lúc phải ra đi. Và vì vậy, cùng với vợ và các con, ông lên tàu và ra khơi. Vài tháng sau, ông có mặt ở trại tị nạn Arkansas và quyết định chọn địa điểm đến định cư. Lúc đó, Nebraska có sẵn một gia đình bảo trợ người tị nạn. Ông Đậu nói rằng ông nhìn vào bản đồ và tưởng rằng Nebraska là một tiểu bang nằm ở miền Trung. Khí hậu chắc không quá lạnh, cũng không quá ấm. Ông Đậu có thể đã sai về khí hậu, nhưng Nebraska hóa ra lại là một lựa chọn đúng. Ông làm việc trong một ngân hàng và là một kỹ sư nhu liệu điện toán cho đến ngày về hưu, đồng thời cũng trở thành chủ tịch hội đồng người Việt ở Lincoln. Ông còn nhớ là khi ông đến đây, cộng đồng này có mấy mẫu người. Rằng cộng đồng khi tôi mới đến Lincoln, Nebraska còn ít người và chúng tôi không có bất cứ cửa hàng Việt Nam nào lúc ấy. Điều này đã thay đổi năm 1980. Bà Nguyễn Thúy lúc đó 14 tuổi rời khỏi Việt Nam bằng thuyền và đến Lincoln, đoàn tụ với người thân ở đây. Bà đi học và kết hôn, sau đó sống một cuộc đời như trong mơ ước. Bà Thúy nói, khi tôi còn nhỏ tôi luôn mơ ước trở thành một doanh gia và tôi nghĩ là tôi phải làm việc rất chăm chỉ. Tôi có thể có mọi điều tôi muốn và tôi làm việc rất hăng say vì điều này. Một cửa hàng nhỏ thành lập năm 1992, giờ đây phát triển thành một khu phố mang tên là Trung tâm Sài Gòn Plaza, gồm có nhiều nhà hàng, một tiệm nail và một cửa hàng tạp hóa. Danny là con trai của bà Thúy. Anh nói rằng thương xá này mở rộng bên ngoài cộng đồng Việt Nam đến các nhóm khách hàng người châu Á cũng như là người châu Phi. Danny nói, hầu hết thức ăn chúng tôi phục vụ ở đây lúc đầu là nhắm đến người Việt, nhưng giờ đây chúng tôi thực sự phát triển và lớn dần. Chúng tôi nhận thấy Lincoln có một cộng đồng đa dạng, vì thế chúng tôi cố gắng đem đến món ăn cho mọi nền văn hóa. Tôi nghĩ chính điều này giúp chúng tôi rất nhiều ở đây. Gia tộc Hoàng Nguyễn sẽ kỷ niệm 25 năm kinh doanh vào ngày 30 tháng 9. Cùng lúc này, cộng đồng người Việt ở Lincoln cũng rất đông. Kiểm kê dân số vào năm 1980 cho thấy chỉ có là 532 người Việt Nam đầu tiên ở thành phố này. Trước năm 2015, con số này đã tăng gấp 10, vào khoảng là 5.500, gồm có các nhóm nhỏ ở Omaha và Grand Island. Dự đoán là có hơn 9.000 người gốc Việt ở Nebraska. Rất nhiều người trong số họ sống trong hai thế giới. Anh Trần Tú, hiện nay 31 tuổi, sống ở Việt Nam cho đến năm 6 tuổi. Ba anh là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kết quả là anh bị ngược đãi và không thể tìm được công việc khá ở Việt Nam. Vì thế, cả gia đình đến Lincoln vào năm 1992. Anh Tú đã rất ngưỡng mộ một cảnh sát viên mà anh từng thấy ở nhà thờ. Và sau khi rời đại học, anh gia nhập sở cảnh sát của thành phố Lincoln. Anh nói là cộng đồng người Việt thay đổi bởi vì giờ đây cộng đồng này trở nên rất vững chắc hơn. Anh Tú nói, đầu những năm 1990, người Việt Nam phạm tội rất nhiều. Chúng tôi từng gặp vấn đề với băng đảng, giờ đây thì vấn đề này không còn nữa. Cộng đồng người Việt ở đây đã thay đổi. Không còn thái độ chúng ta cần đoàn kết để bảo vệ người Việt mình. Giờ đây nhiều người đã bày tỏ là muốn đóng góp cho thành phố và cho mọi người, cho mọi sắc dân. Đối với anh Nguyễn Phát, sinh viên năm thứ 3 ở trường đại học Nebraska Lincoln, đã thường xuyên giúp đỡ cộng đồng và sau đó gia nhập quân đội. Anh Phát lớn lên ở Việt Nam, đến đây đoàn tụ gia đình vào năm 2010. Phát nói trường học ở Việt Nam dạy rằng người Mỹ xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Sau khi anh đến Mỹ và biết rằng 58.000 người Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, vì thế anh nhập ngũ và hiện là ở quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị. Anh Phát nói, lý do mà tôi nhập ngũ là để đền đáp lại những hy sinh của người Mỹ dành cho chúng tôi trong cuộc chiến Việt Nam. Tuy cộng đồng Việt có chung văn hóa, ông Đậu nói là vẫn có những căng thẳng giữa người lớn tuổi với người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi hơn. Những người không cảm thấy hài lòng với mong muốn của cha mẹ họ. Ông Đậu từng nói với họ rằng, tôi đồng ý các bạn cần phải Mỹ hóa hơn,
Và tôi cũng muốn là các bạn làm được điều này. Nhưng đừng quên những di sản mà chúng ta có, đừng quên nền văn hóa của chúng ta, và các bạn nên tôn trọng cha mẹ. Thể hiện sự tôn trọng, thực hiện các hoài bão ảnh hưởng lên giới trẻ như Đặng Tiên, một học sinh trung học đến đất nước này khi còn là một cô bé. Cô Tiên nói, cha mẹ tôi không có được nền giáo dục như chúng tôi hiện nay. Đó là lý do tại sao tôi muốn mình trở thành thế hệ đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Đó là điều thực sự quan trọng đối với tôi. Thậm chí là Ethan Nguyễn là một học sinh lớp 9, được sinh ra trong một gia đình ở đây hơn 25 năm, cho biết là di sản Việt Nam là yếu tố đã khiến cộng đồng người Việt đặc biệt. Ông nội của Ethan bị giam 7 năm trong một trại cải tạo sau chiến tranh. Ethan nói là em chơi với tất cả mọi người, nhưng em lại có sự thân thiết đặc biệt với học sinh gốc Việt. Ethan nói người Việt thực sự là khác hẳn so với số đông những người da trắng ở đây. Vì vậy bạn có thể biết về sự khác biệt của họ qua chiến tranh. Ethan cho biết là em mong muốn sự khác biệt này cuối cùng là sẽ không còn. Tôi nghĩ nó sẽ mất đi. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy 10 năm, tôi nghĩ nó cũng sẽ như vậy. Nhưng qua 100 năm, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cảnh sát viên Trần Tú của Sở Cảnh sát Lincoln cho biết là sự ảnh hưởng của người Việt và người Mỹ đối với những người Mỹ gốc Việt thể hiện ra ở một số quyết định. Ví dụ như là liệu con cái có nên dọn ra ngoài khi chúng học xong trung học hay là không. Anh Tú nói, chúng có thể ở lại và tôi sẽ không nói với chúng những câu đại loại như là chúng phải trả tiền phòng hoặc là tiền điện. Không, phần Việt Nam còn rất nhiều trong tôi. Nhưng về phần Mỹ trong tôi muốn các con tôi làm bất cứ gì chúng thấy hạnh phúc. Dù chúng muốn trở thành bác sĩ, cảnh sát, y tá hay người gác cổng, thậm chí là công nhân nhà máy, miễn sao công việc đó làm chúng thấy hạnh phúc. Việc quân bình giữa di sản với văn hóa đương thời sẽ tiếp tục là thử thách khi cộng đồng Việt Nam của Lincoln tiếp tục lớn mạnh và thay đổi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.